Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời.
Và cuối cùng những con người mà họ không biết cái hậu quả của nghiện ngập, dù đó là điếu thuốc, dù đó là trò chơi game, dù đó là điện tử, dù đó là ma túy, thì tôi tin rằng nếu họ biết hậu quả, không ai dám sử dụng, phải không ạ? Biết bao nhiêu tuổi trẻ đã bị ma túy. Khi tôi nhờ thần, nhờ quyền năng của lời và tôi được tái sinh, thì tôi không còn làm khổ gia đình của tôi nữa nè. Tôi không còn gieo rắc những điều đau buồn cho cộng đồng, cho xã hội, cho người thân yêu của tôi nữa. Nhưng tôi luôn đem lại sự vui mừng, tôi luôn đem lại sự đắc thắng, tôi luôn đem lại sự khích lệ, và đặc biệt tôi đem lời của Chúa là lẽ thật, có quyền thay đổi một con người hạ mình kinh như. Amen. Anh em giàu của tôi, thế thì chúng ta biết kết quả của sự tái sinh là gì? Và nếu ta để ý cái kết quả này, thì tôi nói đến rằng chúng ta sẽ đeo đuổi nó. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi là thế thì 3 tuần qua, hôm nay là tuần thứ 4, 1 tháng chúng ta được nghe xuyên suốt về sự nghiệp. Tại sao ta phải được sinh lại? Tại sao ta cần phải sinh lại? Chúng ta tự hỏi rằng cái sự nghiệp cuối cùng này này, thế thì 3 tuần và hôm nay là tuần thứ 4 với sự nghiệp này, mình đã được tài sản chưa? Bây giờ ta nhìn thấy Giáng đoạn 3 câu 6 đến câu 8, đây là 3 câu thánh mà Chúa Giêsu kết lại cái điều mà chúng nó muốn đi cô đêm. Tôi xin đọc, xin mời thánh đồng đứng lên. Giáng đoạn 3 câu 6 đến câu 8: Hễ khi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ khi sanh bởi thánh linh là chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết chắn từ đâu và cũng không biết đi đâu. Thế người nào sinh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Tôi muốn chúng ta cùng nhau đọc chung hai lần, chúng ta bắt đầu. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi thánh linh là thần. Chúng ta đọc lại lần thứ hai. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi thánh linh là thần. Xin cùng với tôi trong sự cầu nguyện. Hỡi Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, là đấng mà dẫn dắt chúng con hôm nay là 4 tuần lễ trọn để chúng con nghe về sứ điệp. Tại sao chúng con cần phải được sanh lại? Chúa ơi, xin nhắc nhở chúng con, đừng để chúng con mang tiếng là người theo đạo tin lành nhưng chúng con chưa được tái sanh. Đừng để cho con là một người đi nhà thờ rất trung tín, siêng năng, nhiệt tình với công việc của hội thánh, của giáo hội, mà chúng con chưa được tái sinh. Thì thật là khốn nạn cho chúng con. Hỡi Thánh Linh là thật, lẽ thật, con mời gọi Ngài đến. Xin dạy dỗ chúng con về lẽ thật quý báu này. Xin tiếp tục mở tâm trí của mỗi một chúng con là người nghe trực tiếp ở đây
hoặc là những người nghe trên đường truyền Internet, để cho con quyết định đặt câu hỏi cho chính mình rằng đó là mình đã thật được sinh lại chưa? Nguyện lời của Chúa chúng con học sáng nay sẽ cho con tìm được câu trả lời đó. Một là chúng con chưa được sinh lại. Hai là chúng con đã được sinh lại và chúng con tiếp tục đi với Đức Chúa Trời trong sự kính sợ Ngài. Chúng con tiếp tục đi trong sự vâng lời Ngài. Chúng con tiếp tục đi trong sự thuận phục Ngài. Chúng con tiếp tục đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Để chúng con thấy Đức Chúa Trời và chúng con được vui hưởng sống trong vui hưởng đó. Trên đất này, chiếu ra vinh quang của Ngài hôm nay qua lời của Chúa. Chúng biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Thì Chúa Giêsu đã tiếp tục hay là chân lý rất là quan trọng. Tôi lặp lại, nếu có đem hội đủ tiêu chuẩn của một người Do Thái rất đặc biệt phải không ạ? Tôi lặp lại, Nicodem, ông đã hội đủ tiêu chuẩn của một người Do Thái. Thứ nhất, ông mang dòng máu cho người Do Thái. Amen. Amen. Thứ hai, ông là người Pharisee, rất giỏi về kinh luật. Cho tôi nghe chứ. Amen. Và thứ ba, ông là giáo sư. Wow. Ông hội đủ một con người Do Thái, mà một không phải một con người Do Thái bình thường, một người Do Thái nổi tiếng. Amen. Một người Do Thái có trình độ, có học thức, nhưng mà Chúa bảo ông phải sinh lại. Thế thì sáng nay chúng ta hội đủ những điều Nicodem có không? À, có những người ở đây có trình độ, nhưng hãy cần được sinh lại. Có những người ở đây đã là con cái của Chúa rồi, dân Do Thái thì nghĩ thuộc linh rồi. Amen. Nhưng chúng ta cần phải sinh lại. Và Chúa Giêsu Ngài nói được câu 66 với Nicodem rằng hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Chúng ta hiểu câu này như thế nào? Trước khi chúng ta đi đến cái câu đó là còn ai sanh bởi Đức Thánh Linh là thần á, thì chúng ta phải hiểu cái câu mà Chúa Giêsu nói rằng hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Điều thứ nhất chúng ta cần phải hiểu, khi nói là hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, đó là nói về di truyền phải không ạ? Amen. Thí dụ chúng ta, bao nhiêu người ở đây chúng ta gặp ba của Khải rồi đó, hoặc là chúng ta có thể thấy hình của ông ở trên mạng, thì bao nhiêu người ở đây thấy rằng Khải giống ba của mình. À, giống. Giống lắm đó anh em. Và tôi nói đó là chỉ mới giống về hình thể nha. Hoặc là ai đã thấy ba của Nghĩa rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là Nghĩa giống ba của mình, anh Minh Tuệ. Đó mới là có một cái di truyền về nhiễm sắc thể phải không ạ? Amen. Nhưng chưa hết đâu, di truyền này còn kinh khiếp lắm. Bao nhiêu người thấy rằng ngày hôm nay mình có những cái cá tính giống ba của mình nè? Alo. Chỉ có đôi ba người giơ tay à? Mấy người thay đổi được giơ tay à? Thí dụ một người cha có nhiều vợ, đứa con nó cũng nhiều vợ nhiều chồng. Chúng ta thấy điều này không? Chúng ta thấy điều này không? Người cha có cái tính bất cẩn sẽ sanh ra một thằng con bất cẩn. Một người cha hung dữ sẽ sinh ra những đứa con hung dữ. Một người cha không có tình yêu thương sẽ sanh ra những đứa con ghen ghét và hận thù với nhau. Một người cha chơi bời sẽ sanh ra những đứa con chơi bời, dù đó là nam hay nữ. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Vâng 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 vâng. Có nhiều cái điều mà chúng ta phải nhìn thấy. Một ngày kia tôi nói một người em ở Hà Nội, khi nói là cầu nguyện cho con của con, tôi nói gì? Trước khi bố nói với con điều này thì bố sẽ đặt câu hỏi rằng con có thấy hình ảnh của con trong thằng con của con không? Là cái tuổi mà con của con bây giờ, con có thấy hình ảnh của con ở trong đó không? Người em này yên lặng và bắt đầu ngước mắt nhìn tôi. Dạ, con nhìn thấy điều này rồi. Anh em, những người cha của Việt Nam mình á, châu Á thường thường làm cho những người phụ nữ tổn thương nhiều lắm. Những người vợ tổn thương nhiều lắm là gì? Con hư tại,
thì đó mới đúng 50% thôi. Còn 50% còn lại là di truyền. Amen. Amen. Có thể ông nội, có thể ông cố, ông nội, ông ngoại, ông cố ngoại gì đó di truyền trên chúng ta, và chúng ta có những cái tánh tình, chúng ta có những cái bản chất, chúng ta có những điều nó giống y tổ phụ chúng ta. Alo. Chúng ta thấy Abraham, ông ta nói dối với một vị vua rằng Sarah là em của ông, phải không ạ? Ông sợ bị giết vì Sarah đẹp quá. Cho nên ông dặn Sarah rằng nếu có ai hỏi ngươi là ai á, thì làm ơn nha. Nếu mà muốn chúng ta còn là vợ chồng với nhau thì làm ơn. Em nói là em là em gái của anh nha. Và rồi chúng ta thấy đến Isaac. Bao nhiêu người thấy Isaac cũng có cách y chang như vậy? Hả? Bao nhiêu người không? Anh thương chưa đọc đoạn kinh thánh đó à? Anh em, anh hãy nhìn tôi và cười đi. Anh em, có những điều mà chúng ta nghĩ rằng nó từ đâu mà ra, nhưng ta biết rằng Chúa Giêsu nói hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, nó mang tính di truyền. Amen. Mà di truyền của chúng ta đã học giáo lý căn bản rồi, có tội của tổ phụ phải không ạ? Kỹ tội phải không ạ? Amen. Chúng ta có muốn sống thánh khiết cỡ nào đi nữa thì tôi nói anh em rằng chúng ta cũng phạm tội à, có phải không? Chúng ta có muốn đàng hoàng cỡ nào nữa thì tôi nói anh em lớn lên rồi chúng ta trước sau rồi cũng xa vào bẫy của tội lỗi à, có đúng như vậy không? Cho đến khi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu, quyền năng tái sinh, quyền năng của máu huyết Chúa Giêsu rửa sạch tội lỗi của tôi và anh em, chúng ta mới được nên trọn vẹn mà thôi. Hallelujah. Thế thì anh em, Chúa Giêsu muốn nói với cô đen, Chúa Giêsu đấm thẳng vào mặt luôn. Chúa Giêsu không giấu đi cô đen. Chúa Giêsu nói là hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Nicodem là một giáo sư, ông hiểu câu này. Dường như Chúa muốn nói với ông gì? Ngươi là người Do Thái phải không? Xác người Do Thái cũng là một xác thịt, cho tôi nghe chứ. Amen. Bao người thừa nhận rằng tổ phụ của Nicodem đã từng lòng vòng trong đồng vắng và lầm bầm với Chúa nè. Ôi chứ ông đem tôi ra khỏi nhà nó để làm cái chi? Bây giờ bộ trong nhà này, ai cõi cặp tôi không có nghĩa gì hả? Ông đem tôi vào đồng vắng để ông chôn tôi ở đây hả? Họ lầm bầm khi bắt đầu không có thịt ăn. Ồ, họ lầm bầm. Họ nói chúng tôi ở trong cái Ai Cập đó ăn thịt, ăn cá, sướng hề. Đỏ luôn. Bây giờ ông dẫn tôi ra ngoài đi, làm cái chi? Không có ăn. Ông sao giống thầy Tú, toàn mua cái tro cho tụi tôi ăn không à. Cái trên nuôi cho tụi tôi ăn không à. Họ đi họ nhớ cụ hành của Kiều, họ lâm họ băm, họ oán họ trách, họ tìm cách gây sự với người lãnh đạo. Anh em có bao nhiêu người ở đây thấy rằng mình tìm cách để gây sự với người lãnh đạo, người hướng dẫn của mình? Anh em, bao nhiêu người ở đây khi người lãnh đạo giúp chúng ta sống cái lối sống đừng sống như một con người xác thịt nữa, và ta nổi loạn với họ. Như vậy chúng ta thấy ý nghĩa thứ nhất, xác thịt sanh ra xác thịt. Chúng ta ngồi và chúng ta phải nghe và chúng ta phải nhìn thấy. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy ý nghĩa thứ hai, nói về hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt đó, là nói về con người tự nhiên. Con người tự nhiên là một con người gì? Đó là chúng ta là con người, trên ba mẹ sinh ta là con người, chứ ba mẹ không sinh ta là con gà. Nhưng có một số cái triết lý của những đạo giáo khác nhau, họ nói chúng ta là con gì? Ngày hôm qua tôi còn nghe Hải nói rằng là đúng tuổi em cũng là tuổi con mèo. Ôi giời ơi, bây giờ không còn mèo nữa vì hết chuột rồi. Bây giờ chúng ta nếu có tuổi là tuổi con chiên. Hello. Hello. Không còn con cọp, con hổ, con thìn, con gì đấy, con dung đất gì ở đây hết. Có nhiều người nói mình còn ô tôi tuổi tôi là tuổi con ngọ. Ngọ mà ngọ năm nay là xui lắm. Ngọ năm nay thì hàng chi mà ông trời ổng hạn hán 3,
hơn 3 tháng chẳng có cỏ cho ngựa ăn. Có người còn tin vào mình là tuổi con tí, cho nên mình làm những việc như con tí là mình ăn cắp, mình gặm nhấm, mình lấy bánh của người khác mình ăn. Chẳng ngoài qua tôi nhìn thấy Phát cầm cái bịch sô-cô-la, tôi nói con có lấy không? Anh cười cười, tôi biết là chắc chắn là moi rồi. Và Phát nói tôi một câu rất thẳng, con móc nó còn ăn tại chỗ luôn. Chắc là tuổi con tí rồi. Anh em, hãy tập trung. Con người tự nhiên, ba mẹ chúng ta là con người, thì tất nhiên sinh tôi và anh em là con người. Nhưng mà chúng ta thấy này, có những người cha mẹ đã khóc, có những người mẹ đã khóc trước mặt tôi vì đứa con nghiện đang ngồi ở đó. Và nói gì? Nếu mẹ biết con như thế này, mẹ không thèm sinh con ra. Bao nhiêu người đã từng nghe câu này mẹ mình nói rồi? À, có rất nhiều người giơ tay ở đây. Chúng ta thấy không? Ba mẹ ta là con người, có học thức, có thể làm quan chức, có thể là giáo viên, nhưng mà sinh đứa con ra là đầu trộm đuôi cướp. Tại sao vậy? Vì hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Anh em, chúng ta mãi mãi là con người, dù chúng ta theo đạo Tin Lành mà chúng ta không được tái sinh thì chúng ta vẫn là xác thịt, là người tự nhiên. Rồi gì nữa? Là một con người sống chiều theo nhục dục. Ba những người chúng ta thấy rằng khi ta bắt đầu lớn lên, chúng ta đã từng tập sống theo nhục dục này. Chúng ta tập hút thuốc. Amen. Chúng ta tập nói văn tục. Chúng ta tập đi chơi với bè đảng. Và bạn bè xấu làm hư thói nét tốt. Amen. Amen. Chúng ta bắt đầu tập xăm chỗ. Có những người nói rồi, xăm để không ai dám đánh mình. Nhưng mà mấy cái thằng xăm nhiều là bị đánh nhiều hơn hết. Có những người muốn xăm tỏ ra mình là cộng cán, xăm đại bàng, và tôi gọi là con gà đó. Gãi cánh, đại bàng gãi cánh. Đại bàng bị bẻ những móng vuốt rồi. Những hình ảnh đó chẳng nói chúng ta là ai đâu. Amen. Nó chẳng nói chúng ta là ai đâu. Một sư bạn tôi bên Mỹ đã từng ở trong dân băng đảng, đã từng cướp ngân hàng. Bây giờ ông trở thành một mục sư rồi. Ông được tái sinh. Ông kể tôi rằng là khi ông vào tù đó, nhiều người bạn ông nói với ông là mày xăm đi để khó bị đánh. Ông nói thằng nào ngon thì đánh tao đi, tao không cần phải xăm. Và có nhiều người có cái tư tưởng đó, xăm nhiều để cho người khác thấy sợ. Tôi chẳng hề sợ những người xăm mình, nhưng mà tôi thấy thương họ hơn, bởi vì họ cần phải được cứu. Em em, tôi không sợ những người có hình xăm. Anh em, con người tự nhiên là con người xác thịt. Mà con người xác thịt chúng ta biết Galati đoạn 5 nói rồi, đó là ham ăn mê ngủ. Amen. Amen. Ham ăn mê ngủ, thích sống cho nhục dục. Mình thích sống theo ý riêng của mình, chứ không theo ý của ai cả. Dù đó là ba mẹ mình có thể sắp đặt giờ giấc cho mình đi học, nhưng mà mình vẫn chống lại cái điều đó. Con không thích vậy, con thích ngủ về trễ. Con là vậy. Và cuối cùng con là vậy, đúng là vậy là con. Amen. Anh em chúng ta đi tiếp, ta thấy gì? Một con người chịu theo nhục dục, một con người sống theo xác thịt là thích ô uế, thích phạm tội, thích bày tỏ sự hung hăng, thích bày tỏ cái bản chất ngông cuồng của mình. Và ta đã học, một con người xác thịt là một người tâm linh đã chết, phải không ạ? Chúa Giêsu nói, người mang tiếng sống nhưng mà là chết. Ví dụ như Duy mang tiếng còn sống, ngày hôm qua nói với Tú là sao không mua trà cúc cho sống là còn nói được, còn biết đòi hỏi về cha. Nhưng mà coi chừng tâm linh chưa được tái sanh. Phây cũng vậy. Ngày hôm qua tôi thấy đi thể dục á, đi cả tập thò tập thuộc, là tôi biết, sau này tôi mới biết đó là vì thầy Tú đi mua đồ về để một góc đó, chuẩn bị chia đồ trong tháng mới này, đồ bồi dưỡng. Cho nên đi một lúc trốn tôi đi mặn vô, thế là vừa bưng đồ vào trong phòng là lấy một chát lon nước uống, như là đã khát nước từ bao giờ.
Việc ăn uống là chuyện nhỏ anh em. Việc đó cần phải có cuộc sống, amen. Nhưng nó không phải là thừa yếu, nó không phải là cứu cánh của chúng ta. Nó không giúp chúng ta thấy được thiên đàng. Nếu ta không ăn năn, nếu ta không trở lại với Chúa, thì tôi nói với anh em rằng, chúng ta thấy gì? Thấy thiên đàng, chúng ta thấy địa ngục trần gian này. Giống như Eva và Adam. Thay vì thấy những ngày tốt đẹp trong vườn Ê-đen, nhưng sau khi bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, ông bà đã thấy gai góc phải không ạ? Gai bạc lê đã không có ở trong vườn địa đàng. Nó nằm ở bên ngoài vườn địa đàng. Mồ hôi đổ trên đầu của Adam đổ xuống. Ông chưa từng thấy nó có ở trong vườn địa đàng. Amen. Phải không? Sự lao khổ không có trong vườn địa đàng, hay sự lao khổ không có trong vương quốc của nước Đức Chúa Trời? Sự lao khổ chỉ có bên ngoài vương quốc của Chúa mà thôi. Mồ hôi đổ trên trán đổ xuống nói lên sự lao khổ, sự nhọc nhằn, sự khốn khổ cực, sự khốn cùng, phải không? Thế thì chúng ta thấy điều gì? Chúa bắt đầu nói ta hai câu kinh thánh như thế này. Câu thứ nhất chúng ta có thể ghi, nếu ai có kinh thánh dở nhanh thì dở. Câu thứ nhất, đoạn 2 câu 14, đây là câu kinh thánh lên tiếng cho chúng ta hôm nay. Nếu ai còn sống theo tánh xác thịt thì hãy cẩn thận. Câu thứ nhất, đoạn 2 câu 14 nói gì? Vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy để ý điều này. Người có tánh xác thịt là người thích sống theo xác thịt, thích sống theo nhục dục, thích phạm tội, thích gian dâm, thích ô uế, thích cờ bạc, thích ăn uống, thích rượu chè, thích ngủ nghỉ, thích đàn đúng, thích bè đảng, thích thần tượng, vân vân mẫu vân. Thì Kinh Thánh đã lên tiếng một cách rất là xác quyết, những con người như vậy không nhận được những sự đây nói về số nhiều, amen. Những điều thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, người xác thịt không thể nhận lãnh được. Sẽ không bao giờ nhận lãnh được. Tôi khi tôi được chứa được tái sinh, khi tôi chứa được cứu, anh em hãy nhớ đừng bao giờ quên về lịch sử cuộc đời của tôi. Tôi là con một mục sư, tôi là người theo đạo Tin Lành, tôi đánh đờn, tôi đã kể anh em rồi. Từ nhỏ, nhưng mà tôi nói với anh em rằng tôi không biết Chúa Giê-xu là ai cả. Tôi chỉ hát như con sáo vậy thôi. Tôi hát như con sáo vậy thôi. Tôi hát bằng môi miệng này. Chứ tôi không thờ phượng Chúa bằng tâm linh. Amen. Anh em chúng ta đến đây đừng thờ phượng bằng môi miệng, nhưng hãy thờ phượng bằng tâm linh. Amen. Tuôn trào qua môi miệng của chúng ta. Môi miệng ở bên ngoài, các ca sĩ đời đâu biết Chúa đâu, cũng hát nhạc đời vậy. Amen. Có phải không? Họ đâu biết Chúa gì đâu, họ hát cái đời đó, họ hát cái nào đó. Họ cũng vẫn nhạc Giáng sinh, rồi nhạc phục sinh, nhạc thương khó, họ cũng hát. Nhưng mà xong rồi họ cũng xuống hút si kha. Ha, họ đi quán bar, có phải không? Và tôi là cái người luôn luôn chống lại cái việc này. Có những nhà thờ đã mượn những ca sĩ đời vào hát truyền giảng Giáng sinh, phục sinh. Đó là điều tôi không bao giờ ủng hộ chút nào cả. Và bây giờ tôi thấy vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem lại những ngày qua, chúng ta có thể nói với Chúa rằng xin Chúa báp tên cho con, báp tên thánh linh cho con, amen. Nhưng ta chẳng nhận được. Rồi ta nói gì? Chúa ơi xin ban ân tứ giáo sư cho con để con bắt đầu dạy dỗ cho người khác. Chúng ta cũng không nhận được ân tứ đó. Chúng ta nói Chúa ơi xin sức dầu mới cho con. Chúng ta không nhận được. Bởi vì chúng ta là người có tánh xác thịt, amen. Một người được tái sinh, người đó không còn can dự đến tánh xác thịt nữa. Amen. Người đó không còn sống theo xác thịt của mình nữa. Amen. Amen. Một người đó không còn kiêu ngạo, không tự dấy mình lên được. Người đó không thể nói rằng là em ra tân khai, em đứng đó 20 phút để chờ mấy anh ra chở em về, bỏ trốn mà còn nói cái lời nói đây, sự kiêu ngạo anh em. Và tôi nhìn là tôi biết người đó không nhận được cái gì từ thánh linh của Chúa cả. Trong một ngày, gương mặt người đó, rất nhiều gương mặt khác nhau trên gương mặt của con người đó,
rất nhiều gương mặt của những người khác nhau, tà linh mà. Anh em hãy hiểu tôi đúng điều này. Và chưa hết đâu, chúng ta dỡ đến Roma đoạn 2 câu 28 đến câu 29. Tôi đọc hai câu thánh này chúng ta nhìn thấy rằng người Do Thái nếu không được tái sinh cũng không được cứu. Amen. Và chúng ta là người Việt Nam theo đạo Tin Lành, mà chúng ta không được tái sinh, tâm linh ta không được biến đổi, không sinh lại, thì tôi nói anh em, chúng ta không thể nào được bước vào nước của Đức Chúa Trời được. Tôi xin đọc Roma đoạn 2 câu 28-29. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, anh em để giùm tôi nhé. Sứ đồ Phao-lô gửi bức thư này cho người Italy, nhưng ông lên tiếng ông nói rằng vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa. Thế thì chúng ta hiểu công thánh này như thế nào? Vì bề ngoài là người theo đạo Tin Lành thì không phải là người theo Chúa Giê-xu thật đâu. Bề ngoài người theo đạo Tin Lành là gì anh em? Thí dụ sáng nay chúng ta cầm kinh thánh đi nhà thờ, đạo Tin Lành phải không? Đạo Tin Lành thì phải đi nhà thờ và đem kinh thánh. Amen. Amen không ạ? Rồi người bề ngoài là người Giu-đa hay là người theo đạo Tin Lành là gì? Đó là vào nhà thờ là hát. Chỉ có duy Ngài làm con yên mãi yên vui, chỉ có duy Ngài là nơi nương náu tâm hồn. Thì mình cũng hát, nhưng mình chẳng hiểu cái bài hát là gì cả. Amen. Mình nói là chỉ có duy Ngài, nhưng mà ngoài Ngài ra mình cũng hát nè. Chỉ có MV là nơi nương náu của con, chỉ có vì em là nơi nương náu của anh. Con bơ xa. Họ có anh em nào nói gì ngoài chỉ có chuyên ngà thì bắt đầu người đang nói hát thì hát, nhưng mà còn nói gì? Chỉ có bánh mì là lòng con mới có yên vui, chỉ có mì tôm thì con mới ở đây. Anh thấy không? Đôi khi ta hát chỉ có duy Ngài, nhưng mà chúng ta thật sự biết rằng ngoài Chúa Giê-xu ra không còn một chỗ trông cậy nào khác không? Hai chút miệng chúng ta hát mà lòng chúng ta xa cách Ngài. Anh em, sứ đồ Phao-lô đó gì? Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa. Còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Nhưng, câu 9, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Bề trong mới nói điều gì anh em? Nói về tâm linh của chúng ta được tái sanh. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Anh em, tất cả những điều gì chúng ta đang có mà tôi nhìn được con mắt thật đây này, đó là bên ngoài hết. Nhưng tôi không biết người bề trong của ai được tái sanh. Tôi có thể biết khi tôi nhìn bông trái của họ. Amen. 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 Anh em, có nhiều lầm lỗi, có nhiều lúc ta trượt chân tái ngã. Bởi vì tái sanh chúng ta vẫn còn có khả năng phạm tội, phải không ạ? Nhưng cái vấn đề đó là một người được tái sanh rồi, khi họ tình cờ phạm tội, họ lập tức sửa sai điều đó và ăn năn từ bỏ điều đó ngay lập tức. Không còn đóng vở kịch đó lần thứ hai nữa, em ấy. Không còn tái diễn phiên bản đó lần thứ ba nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đi, anh em, người bề trong của chúng ta như thế nào hôm nay? Người bề trong của chúng ta đã được tái sinh chưa? Sứ đồ Phao-lô, ông luôn luôn chú trọng về người bề trong. Và tôi đi theo gương mẫu đó và tôi cũng chú trọng về người bề trong. Amen. Tôi không để ý những điều gì em giảng đâu. Tôi không để ý những điều gì em dẫn dắt thờ phượng đâu. Mà tôi để ý con người bên trong của anh em. Amen. Amen. Tôi không để ý người thì gọi tôi bằng bố, người gọi tôi bằng thầy. Tôi không thắc mắc gì đó. Nhưng mà tôi để ý đó là người bên trong của anh em ở tại mục vụ này như thế nào. Chúa Giê-xu nói, cây tốt thì sẽ ra trái, trái gì? Trái tốt. Không bao giờ cây tốt ra trái xấu hết á. Thế thì
những cái điều gì xảy ra. Có những anh em ra những cái trái cực kỳ xấu, thì anh em không thể bào chữa rằng là con là người tốt, không. Cây xấu, xin lỗi, trái xấu chỉ ra từ cây xấu mà thôi. Amen. Amen. Cho nên anh em, chúng ta phải chú trọng vào câu 29. Điều quan trọng là người bên trong là người Judah. Amen. Tất cả bề ngoài là hình thức tôn giáo. Cho tôi nghe chị. Amen. Amen. Tất cả người bề ngoài, áo quần, cách chúng ta hát, cách chúng ta đưa tay, cách chúng ta những biểu ngữ về hòa theo bài hát để ta thờ phượng Chúa, đó chỉ là bên ngoài. Nhưng cái điều bên trong là Chúa biết hết mọi điều. Chúng ta đi tiếp thấy cái gì? Ở đây Khải Huyền đoạn 2 câu 9. Câu này giật mình lắm anh em. Khải Huyền đoạn 2 câu 9, tôi xin đọc. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời dèm pha của những kẻ, anh em để ý nha, và những lời dèm pha của kẻ xưng mình là, xưng mình là người Giu-đa. Anh em, có những người dèm pha và họ xưng mình là người Giu-đa hay là người theo Chúa Giê-xu. Amen. Amen. Họ xưng họ là người theo tín lành. Và câu tiếp là gì? Mà kỳ thực không phải. Mà kỳ thực không phải. Thế thì những người đó là những người theo ai vậy anh em? Bên ngoài họ là người Giu-đa. Amen. Amen. Nhưng họ nói những lời phạm thượng, họ nói những lời nhạo báng, họ nói những lời tục tiểu, họ nói những lời nguyền rủa. Họ thuộc về Chúa không? Không. Kinh Thánh nói, không phải tôi nói đâu nha. Chúng đó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Khi tôi đọc câu Thánh tôi rùng rợn. Chúng nói gì? Con có tin ở đây có những người thuộc về hội đó không? Chúa nói với tôi, con có tin rằng ở tại nơi chốn này có người đang ở đây. Họ cầm Kinh Thánh, họ đi nhà thờ, nhưng họ không thuộc về ta. Họ có thể hát, nhưng họ không thuộc về ta. Họ thuộc về hội của quỷ Satan. Những người đó cần hạ mình để được giải cứu. Amen. Nếu muốn hưởng được thiên đàng trên đất này. Lời của Chúa nói không phải là lời của tôi nói. Thế thì chúng ta thấy, chúng ta hiểu về cái câu hệ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, phải không ạ? Thế thì anh em biết rằng là chúng ta là sinh ra là một con người, người Việt Nam, chúng ta là công dân của nước Việt Nam. Amen. Chúng ta có những đặc quyền của một công dân nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Amen. Nhưng chúng ta là công dân Việt Nam, nhưng chưa chắc chúng ta là công dân của nước trời. Nếu chúng ta muốn trở thành công dân của nước trời, chúng ta phải sanh lại một lần nữa nhờ nước và Thánh Linh. Cho tôi nghe chưa? Amen. Thì chúng ta mới trở thành công dân của nước thiên đàng trên đất này. Để ta ly tạm đời này, chúng ta được bước vào vương quốc của Chúa. Nếu chúng ta vẫn còn sống cho đến ngày mà Chúa Giê-xu đến và Thánh được cất lên, chúng ta được cất lên trên đám mây và gặp Chúa ở tại đó. Cho tôi nghe chưa? Amen. Và bây giờ ta đi tiếp cái câu thứ hai mà Chúa Giê-xu nói. Hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Tôi muốn đi nhanh ở phần này, mà không phải là đi nhanh cái vèo liền đâu. Tôi muốn hỏi anh em liền, anh em hãy nhìn vào Kinh Thánh của anh em. Cái chữ thần mà Chúa Giê-xu nói với Nicodem và sứ đồ Giăng, kỹ thuật là chữ thần này viết khoai, viết thường ạ. Bao nhiêu người nói viết thường? Amen. Thế thì cái chữ thường này nói lên một điều, đây không phải nói về Đức Thánh Linh. Amen. Khi tra cứu bằng tiếng Anh thì hai chữ Spirit, thì nếu mà nói về mặt cấu trúc câu á, thì Spirit giống nhau. Amen. Amen không ạ? Nhưng cách viết nó khác nhau. Thì chữ Spirit đầu tiên đó là hễ chi sanh bởi Thánh Linh. Chữ Thánh Linh đó, Spirit đó viết khoa. Amen. Amen. Nhưng mà cái chữ là thần là cái chữ Spirit này viết thường. Nhưng có nhiều tôi tớ của Chúa tại Việt Nam, tôi nói riêng và thế giới nói chung, đã giải thích sai câu Kinh Thánh này. Có một sư tại Việt Nam ở tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ông ta nói là cái chữ thần ở đây là ông nói khi một người được tái sinh là người đó trở thành giống y Đức Chúa Trời đó, toàn tri luôn, biết trước hết mọi điều, thấu hiểu hết mọi điều. Anh em hiểu điều tôi nói không? Và bao nhiêu người tin điều này? Bao nhiêu người tin rằng chúng ta giống như Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo luôn, đó là toàn tri, chúng ta là con người toàn tri? Bao nhiêu người tin điều này? Anh em, làm sao ta tin được?
Và sau khi ông giảng sứ điệp này tại một hội thánh, ông mục sư tôi nói tại Bảo Lộc đó, ông là viết tài liệu này luôn. Và ta biết điều gì không? Có nhiều người không biết đây là dị giáo và là tà giáo nữa. Tôi tin tôi được tạo dựng nên mang ảnh tượng Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Tôi chỉ giống Đức Chúa Trời ở một phần nào đó mà thôi. Tôi không thể nào hoàn hảo như Đức Chúa Trời được, cho tôi nghe chứ. Amen. Amen. Tôi không phải là toàn tri được, chỉ có một đấng toàn tri mà thôi. Tôi không thể nào toàn tại được, đó là tôi không thể một lần ở đây mà giờ này tôi ở sau con ba được không. Nhưng Đức Chúa Trời của tôi đang ở đây, và lúc này Ngài ở bất cứ chỗ nào đang thờ phượng Đức Chúa Trời tại Đông Nam Á này, cho tôi nghe chứ. Amen. Bởi vì Ngài là đấng toàn tại. Amen. Amen. Anh em yêu dấu của tôi, ông giảng xong, vì một sư mà giảng sai câu kinh thánh này, ông giảng xong thì ông về bị bắn tốc độ lần thứ nhất. Ông đi khoảng 40 cây, ông bị bắn tốc độ lần thứ hai. Thì con cái chú ông mới làm chứng trước cho con cái chú nghe. Con cái chú nói, ủa, mục sư mới giảng là một người được tái sanh là toàn tri như Đức Chúa Trời, là thân quá, là như Đức Chúa Trời biết trước mọi điều. Tại sao mục sư không biết phía trước có bắn tốc độ? Anh em hiểu này không? Cho nên chữ thần ở đây phải hiểu đúng. Chúng ta có tin rằng câu 3 và câu 5 trong Giăng đoạn 3, Chúa Giêsu nói gì? Quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu một người không sanh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Anh em để ý cụm từ này nhé. Chúa giới thiệu về vương quốc Đức Chúa Trời. Amen. Câu số 5 đó là quả thật ta nói cùng người, các ngươi phải sanh lại, phải không ạ? Hay là nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại thì không thể vào nước của Đức Chúa Trời. Như vậy anh em để ý nha, Chúa Giêsu đang nói về vương quốc. Đã là vương quốc thì có vua, phải không ạ? Thế thì ai làm vua vương quốc này vậy? Ai? À, Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu là vua muôn vua, là Chúa các chúa trong vương quốc này. Ngài là vua của nước thiên đàng, cho tôi nghe chứ. Amen. Mà đã là vua thì có thần dân. Chữ thần ở đây nói lên thần dân, là công dân của triều đại đó. Amen. Cho tôi nghe chứ. Amen. Thí dụ bây giờ tôi đang ở trên đất nước Việt Nam thân yêu, thì tôi là công dân của nước Đức Chúa Trời. Xin lỗi, công dân của nước Việt Nam ở đây. Tôi còn quyền công dân. Thần tập trung. Tôi lặp lại, không riêng gì tôi, bất cứ ai là người Việt Nam, chỉ có những người mất quyền công dân thôi. Còn tất còn lại, chúng ta là công dân của nước Việt Nam. Chúng ta tự hào vì đó không? Tôi tự hào vì đó. Tôi không bao giờ thắc mắc với Chúa tại sao Chúa không tạo dựng nên con là người Mỹ. Tôi không bao giờ thắc mắc với Chúa là tại sao Chúa không dựng con nên con là người Thái Lan. Không bao giờ. Vì đối với tôi là người của Chúa. Amen. Sống ở đất nước nào, tôi cũng phục vụ Chúa. Và đặc biệt nước Việt Nam, tôi càng yêu dân tộc của tôi hơn. Amen. Thế thì anh em, cái chữ thần ở đây nói lên mối quan hệ giữa vua và công dân, hay là thần dân của vương quốc đó. Anh em thấy có một điều là lạ ở đây không? Bao nhiêu người, tôi sẽ đưa ra ví dụ anh em thấy ngay. Thế bây giờ ta đang sống ở nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta biết ví dụ Thủ tướng Phạm Minh Chính là một người Thủ tướng của Việt Nam, đúng không? Đúng không ạ? Chúng ta biết Chủ tịch Quốc hội, chúng ta biết Tổng Bí thư, phải không ạ? Nhưng bao nhiêu người thấy rằng giữa chúng ta xa với những người đó lắm. Có xa không? Xa không ạ? Rất xa. Cái mối quan hệ chúng ta, dường như chúng ta không có cửa để có thể nói chuyện với họ. Amen. Nhưng hãy nhớ điều này. Vương quốc của Đức Chúa Trời, vua Giêsu không có xa lạ giữa tôi và anh em. Chúng ta muốn gặp Ngài lúc nào chúng ta cũng có thể gặp được. Amen không Trí? Đức Chúa Trời không xa lạ với công dân của vương quốc nước Đức Chúa Trời. Thưa các chị, amen. Amen. Ngài sẵn sàng tiếp tôi. Ngài sẵn sàng tiếp Duy. Ngài sẵn sàng tiếp Thần. Ngài sẵn sàng tiếp Trương. Ngài sẵn sàng tiếp Hải. Ngài sẵn sàng tiếp Thiên Ngân. Ngài sẵn sàng tiếp vợ yêu của tôi. Ngài không bao giờ xa lạ với chúng ta. Amen. Amen. Vấn đề xa hay lạ là tự chúng ta khi phạm tội chúng ta xa lánh Chúa thôi. Còn Đức Chúa Trời luôn luôn muốn bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. Cho nên em thấy rằng khi tôi được tái sanh đó, tôi nói này để anh em ước mơ này, đó là tôi đọc Kinh Thánh đó. Tôi đọc, tôi thấy Chúa trò chuyện với tôi qua Kinh Thánh. Amen. Những điều gì mà tôi đang đọc anh em, tôi không đọc cuốn sách nào cả. Những điều tôi đang giảng dạy anh em, tôi không tìm kiếm từ một tài liệu nào cả. Tôi ngồi với Chúa. Amen. Amen. Bởi vì tôi là thần dân của vương quốc nơi Đức Chúa Trời. Amen.
Và vương quốc Đức Chúa Trời có luật pháp, đó là 66 sách trong Kinh Thánh. Khi tôi là thần dân, tôi mở Kinh Thánh ra, Đức Thánh Linh là đấng ở trong vương quốc, amen, đấng làm việc với vua Giê-xu, amen, amen, Ngài làm việc với tôi. Và tôi hiểu những điều mà trước đây tôi không hiểu. Hallelujah. Tôi được nhận sự mặc khải mà trước đây tôi không bao giờ có sự mặc khải đó. Tôi có những sự mầu nhiệm từ nơi vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Anh em, bây giờ tôi đưa anh ví dụ nữa. Bây giờ tôi nói về Mỹ, thì tôi không được đến đó. À, tôi nói về tiểu bang Cali này, nó lạnh này, rồi mùa thu là cây bỗng dưng nó đổi lá sang màu khác đẹp lắm. Màu vàng dưới nắng mặt trời là óng ánh, nó đẹp vô cùng. Rồi đến Atlanta, tiểu bang Georgia đó, thì ô mùa thu, tôi đến vào rừng đó tôi hát cái bài: khi tôi lên ngọn, non cao trong xuống dưới vượt thắm. Thì lúc đó tôi đang bước đến một cái dòng suối, nó chảy róc rách. Suối róc rách treo, hòa tấu khúc ca thiên thượng. Tôi đến một cái thắng cảnh ở tại Cali phía Bắc. Đó là cái dãy núi gì tôi quên mất rồi. Bỗng nhiên tôi quên cái tên đó. Vào đó núi tự nhiên màu tím màu xanh. Ô, và tôi vào đó nắng mặt trời buổi sáng. Và tôi hát: hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi được Chúa Trời. Tôi hòa mình với lời bài hát đó, em ơi. Và tôi mô tả về nước Mỹ. Anh em nghe thì anh em thấy ồ kỳ diệu quá. Nhưng anh em đâu có hưởng đâu. Anh em đâu có thấy đâu. Amen. Cho đến khi anh em có cơ hội đặt chân đến nước Mỹ, thì anh em sẽ thấy rằng wow, ông bố mình nói đúng. Có một cái đó, nước Đức Chúa Trời, tôi đã bước vào đó. Tôi đã sống trong vương quốc đó, amen. Tôi đã biết những điều mầu nhiệm gói gọn lại trong cái chữ thần. Hễ ai sanh bởi Đức Thánh Linh là thần. Tôi kinh nghiệm được cái chuyện đó. Là một công dân của vương quốc nước Đức Chúa Trời. Là một người giàu, tôi sống đất này, nhưng tôi đang là công dân của nước Đức Chúa Trời. Vì nghĩa thuộc linh, còn nghĩa thuộc thể, tôi là công dân của nước Việt Nam yêu dấu. Thế thì tôi muốn hỏi anh em, bao nhiêu người biết chắc rằng chúng ta là công dân của thiên đàng trên đất rồi? Nếu chúng ta chưa biết chắc thì nguyện lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta, giúp chúng ta đừng đi theo Chúa mà không phải là thần dân của nước thiên đàng. Amen. Amen. Đừng nói là mình theo đạo tin lành mà mình không bày tỏ cái điều gì của vương quốc nước Chúa Trời. Mình không giới thiệu về vương quốc nước Chúa Trời được. Còn nếu bạn có qua đời vì bệnh tật, vì tai nạn gì đó, thì bạn lập tức được bước vào trời chưa? Là lúc chúng ta chúng ta sẽ như hải bạc thì, ôi sợ ơi. Anh em ơi, chúng ta phải kinh nghiệm thì mới giới thiệu cho tôi nghe chị, amen. Chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta mới làm chứng được cho tôi nghe chị, amen. Hallelujah. Giống như tôi có cơ hội đến Mỹ thì tôi có thể giới thiệu nước Mỹ một phần nào đó, amen. Dù không hoàn hảo, dù không trọn vẹn, nhưng ít nữa anh em nghe và có điều đó hấp dẫn, phải không ạ? Hallelujah. 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 Anh em chưa đến đó, anh em không biết ăn tô phở bò, mà phở đuôi bò, cái tô là cái tô như cái thau rửa mặt vậy đó. Ví dụ vậy. Thầy Tiến, giáo hội hay con người tổ chức có thể cho anh em danh vị đó, nhưng tôi là mục sư trưởng, và tôi vẫn nói với anh em rằng chúng tôi không lấy tư cách nào mà nói rằng chúng tôi cho nước Đức Trời anh em cả, chỉ có Chúa mà thôi. Amen. Vì cứ đó, đừng tôn thờ giáo phái của mình, đừng tôn thờ ông mục sư của mình, dù ông được ơn cỡ nào, amen. Đừng thần tượng người hầu việc Chúa, nhưng hãy thờ phượng đấng cho chúng ta vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, thì tái sanh là thần, đó là hình ảnh nói về một người được tái sanh là một người được gọi là con của Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Một người được tái sanh là người được gọi con của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Chúa nói gì? Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Như lần vừa rồi tôi đã dẫn, tôi bây giờ tôi lặp lại trong danh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh không bao giờ dẫn dắt người xác thịt. Đức Thánh Linh không bao giờ dẫn dắt những người thuộc về ma quỷ.
Đức Thánh Linh chỉ dẫn dắt những người nào có lòng ăn năn trở lại về với Chúa, amen. Và được tái sanh, được gọi là thân dân của vương quốc Đức Chúa Trời, được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Và con cái Đức Chúa Trời được giải thích như thế này trong Giăng đoạn 1 câu 12. Anh em để tôi đọc. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là con chẳng phải sanh bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Anh em thấy không? Làm con Đức Chúa Trời không phải là do ba mẹ mình sinh ra. Chúng ta thấy khi ba mẹ sinh ra đứa Việt Nam mình muốn sinh con trai đầu lòng. Khi sinh con gái đầu lòng là họ chắc chắn phải đứa con thứ hai, không cần biết trai gái. Thế là bắt đầu họ đọc sách sanh con theo ý muốn. À, trong sách có bài nè, phải canh nhá, ngày nào trứng rụng. À, sanh cánh đàng hoàng, rồi phải bồi dưỡng để cho người đàn ông có đủ tinh trùng. À, để đủ tinh trùng nó mạnh đủ để có nhiễm sắc thể là đàn ông, là con trai. Nhưng mà có nhiều người đọc sách kỹ lắm. Họ bồi dưỡng, họ cho ăn tôm hùm, họ cho ăn bò bít tết, họ cho ăn dúi ở Bình Phước, rồi họ cho ăn nhện vườn cao su, họ bắt được nấm mối, rồi họ xào với thịt bò, ô men họ bán điều, họ mua bồi dưỡng ăn, họ ăn lẩu. Nhưng mà khi có con vẫn ra đứa con gái, họ vò đầu bứt tóc và nói gì không sao, chưa thất bại, đứa thứ ba. Thế là mày kỹ hơn, ồ mua bò, mua bách bư, à, cho vợ cho chồng ăn, rồi ăn vô đẻ đứa thứ ba, vò đầu bứt tóc tiếp lại là con gái nữa. Anh em hãy nhớ một điều, không phải chúng ta ở đây, dù ba mẹ đưa chúng ta đến đây, đó là ý người, amen. Ta đi đến đây mà chúng ta không ăn năn, chúng ta không từ bỏ, chúng ta không nhờ nước và thứ mà sanh lại đó, thì chúng ta mãi mãi là con người theo xác thịt mà thôi. Chúng ta không hưởng cái điều gì của thiên đàng trên đất này đâu. Anh em amen với tôi điều này không? Anh em amen với tôi điều này không? Tôi đã kinh nghiệm được điều này rồi anh em. Nếu tôi không được tái sanh thì bây giờ một là tôi sanh cỏ đỏ da rồi, còn nếu tôi còn sống là chắc tôi ở trong tù rồi. Tôi không được phước như thế này đâu. Tôi không được phước như thế này đâu. Tôi không được thấy như cuộc đời được biến đổi. Khi một người được biến đổi đó là thấy vương quốc của Đức Chúa Trời hành động. Amen. Amen. Tôi thấy đây bây giờ không còn văn tục chữ thế nữa. Đó là tôi thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong anh em. Hallelujah. Và tôi vui mừng lắm. Tôi thấy một người bắt đầu tập đờn. Những ngày qua tôi thấy Thành bắt đầu tập đờn. Lòng của tôi có vui mừng, tôi không khen. Bởi tôi không muốn con người này bị dập tắt. Tôi thấy chỉ có người từ cái chỗ không biết đánh đàn gì cả. Như người đang hướng dẫn tôi phường xã hôm nay. Trước đây chỉ biết cầm xi lanh thôi. Nhưng vào đây, bắt đầu tập đánh đàn. Và được Chúa cất nhắc đến trở thành cái người hướng dẫn. Amen. Amen. Anh em ơi. Khi tôi thấy những hình ảnh đó là tôi thấy vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Xin đừng đánh mất điều đó. Xin đừng đánh mất hình ảnh đó. Amen. Và điều cuối cùng chúng ta học cái kết quả thứ ba. Đó là gió muốn thổi đâu thì thổi, câu số 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng đọc nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh cũng như vậy. Đây là kết quả rất siêu nhiên anh em. Gió muốn thổi đâu thì thổi, có ai dẫn dắt gió thổi đường này không? Có bao giờ chúng ta nhìn thấy nè, gió thổi, chúng ta thấy nó thổi hướng này hả? Đang lùa mát mà, chúng ta nói ô mát thổi thêm nữa đi. Tự nhiên gió bẻ đi qua đường khác. Và ta nói ủa quá, anh em không ai có thể thay đổi hướng gió. Và gió đây nói về hình ảnh của Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Và đây là lời hứa cho những người được tái sanh. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nào sanh bởi Đức Thánh Linh cũng như vậy. Có là gì? Người đó sẽ chuyển động trong Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chữ amen. Amen. Người đó sẽ đi theo sự vận hành của Đức Thánh Linh. Amen. Một con người tái sanh là người đó linh của họ được sống lại. Amen. Linh thì phải được nuôi dưỡng bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 6 gì? Những lời ta phán với các con đều là thần linh sự sống. Xác thịt làm cho chết. Amen. Thần linh làm cho sống. Amen không ạ? Giăng đoạn 6, anh em, một con người được tái sinh rồi nhưng không đến gần với lời Đức Chúa Trời.
không nuôi tâm linh bằng lời Chúa, bằng sự gợi kế thờ phượng, bằng kiên cầu nguyện, bằng sự kính sợ Chúa, vân 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 vân, thì một lúc nào đó người đó bắt đầu phát hiện tâm linh mình khô hạn. Amen. Như suối nước kia khô hạn. Nhưng một con người được tái sinh, dù họ đi giữa nan đề thiếu thốn tiền bạc, con cái gặp nan đề và chức vụ gặp khó khăn, họ mệt mỏi với đủ điều áp lực của hội thánh, nhưng mà người đó vẫn nuôi tâm linh bằng lời hứa của Đức Chúa Trời. Amen. Thì người đó sẽ kinh nghiệm như nước suối chẳng hề khô vậy. Chúa Giêsu nói với người đàn bà, phàm ai uống nước này sẽ còn khát mãi. Những uống nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước. Amen. Văng ra. Khi một con người được tái sanh, người đã bắt đầu đồn ra danh của Chúa Giêsu. Cho tôi nghe chị. Amen. Một người mà không đồn ra danh Chúa Giêsu, một người không nói ra Chúa Giêsu, một con người không làm chứng Chúa Giêsu cho ai được? Hãy đặt lại dấu chấm hỏi. Liệu chúng ta đã được tái sanh chưa? Gió muốn thổi đâu thì thổi. Từ cái ngày tôi làm thành viên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đó, thì tôi nói lên mà tôi không biết gió muốn thổi đâu thì thổi, và người nào sanh bởi Thánh Linh thì giống như vậy đâu, là chuyển động như gió. Amen. Trước đây tôi ngồi tôi đánh đờn vậy, tôi được tái sanh rồi tôi vẫn còn ở trong nhà thờ mà. Nhưng mà nói với em rằng thật sự tôi không thấy sự hiện diện của Chúa trong cái sự ngợi khen thờ phượng, trong lời của Chúa. Nhưng khi tôi ngày đầu tiên chấp chững vào học trường Thánh năm thứ nhất, ngày đầu tiên vào Sài Gòn, anh em biết hai bài hát thôi, một bài một ngày tươi mới cha đã ban cho con, cha đã ban cho con, mà một người đánh đờn guitar không có âm ly, chỉ có cái đờn guitar không thôi. Và lúc đó chính quyền chưa hiểu về Hội Thánh Tư Gia, gặp rất nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà tôi đứng tôi dựa tường tôi khóc ngon bài hát đó. Tôi chưa thuộc bài hát đâu, mới với tôi. Nhưng mà tôi nghe họ hát tôi nói gì, Chúa ơi đúng là ngày hôm nay là ngày tươi mới với con á. Rồi bài thứ nhì, bài thờ phượng, đó là nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong con. Con sẽ hát hallelujah và tôi hát theo họ. Và tôi khóc, tôi khóc, tôi khóc, tôi khóc. Và bắt đầu từ đó tôi nài xin Thánh Linh của Chúa dạy tôi môn học đầu tiên, đó là dạy con thờ phượng Chúa Giêsu. Và thật sự những giờ thờ phượng riêng của tôi thường anh em để ý, mỗi buổi sáng tôi vừa chờ dậy, tôi mở cửa ra khỏi phòng của tôi đó, trên tay tôi cầm cái ly và cái bàn chải đánh răng, chưa đánh răng tôi bước ra khỏi phòng tôi đã hát bài hát rồi. Ai biết điều này, ai thấy là điều này là thói quen của tôi. Anh em, đó là sự thờ phượng mà không ai được phép lấy được không cuộc sống của tôi. Và bài hát đó sẽ đi với tôi trong suốt ngày hôm đó. Amen. Bài hát đó Chúa trò chuyện với tôi, Chúa tâm sự với tôi, và Chúa ở gần tôi hơn bao giờ. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Anh em biết rằng có nhiều người họ đi nhà thờ nhưng họ không chuyển động trong Thánh Linh. Thế thì họ không chuyển động theo Thánh Linh, họ không bước đi theo Thánh Linh, họ bước theo cái gì? Bước theo xác thịt. Amen. Có nhiều người đi nhà thờ nhóm vừa xong ra nói gì? Chiều nay về nhà, nhà ta có đám dỗ nhậu nha. Có nhiều người ra khỏi cổng nhà thờ đứng lại, tắc té và phượt điều, ta có bảo hero đây. Có nhiều người nói gì? Ô, chiều nay sau khi nhậu nha, gia đình bảo bắt con thỏ rừng á, vía tối nay có cỏ Mỹ nữa. Con nắm, không phải đồng cô, nắm, nắm Mỹ. Nghĩa nó dịu được đấy. Anh em thấy không? Họ không bao giờ kinh nghiệm gió muốn thổi đâu thì thổi. Và ta nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy, khi mà một cơn bão đi qua, cái cây nó có mạnh mẽ cái nào nó gì, ta đố mày thổi tao ngã nó. Nhưng cuối cùng cây nó ngã không? Bật gốc luôn. Mày gió muốn thổi đâu thì thổi vậy man. Những cái cây lúa, cây xoài, cây mít đó gì, mày thổi cái cây phượng tây trong bãi tuyết kìa, chứ mày đừng thổi vào cái vườn chuối này. Tuấn Anh mới trồng nó tội nó. Cái bão đó có nói gì? Này tránh cái vườn chuối nha. Ô, vườn chuối tụi nó tội nghiệp lắm. Thổi vào cái mai tây kìa. Đâu có. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Tao nghe chị amen. Tao nghe chị amen. Điều thứ hai, câu này có ý nghĩa nữa. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Anh em biết rằng gió muốn thổi đâu thì thổi. Người nào sanh bởi Thánh Linh cũng giống như gió, phải không ạ? Chuyển động, phải không ạ? Điều bài học thứ hai,
kết quả ở chỗ này đó gì? Một người được tái sanh là một con người không sống theo ý riêng của mình nữa. Cho tôi nghe chị amen. Không sống theo tư dục của mình nữa. Không sống theo cái kiểu mình cho mình là đúng nữa. Nhưng người đó biết có một con đường dường như chánh đáng cho mình. Nhưng cuối cùng nếu mình không cẩn thận, dẫn con đường dẫn mình đến chỗ chết. Amen. Và người đó không bao giờ đi trong con đường dẫn mình đến chỗ chết đó. Không làm theo ý riêng của mình, không làm theo tư dục xác thịt của mình. Amen. Führer là một con người, trước khi ông chưa được tái sanh, ông luôn làm theo ý riêng của mình. Ông bỏ chức vụ về đánh cá hoài. Amen. Amen. Nhưng sau khi ông được tái sanh, ông không còn bỏ chức vụ nữa. Ông sống chết với sự kêu gọi đó. Amen. Amen. Thomas là người đã từng nói với Chúa Giêsu rằng, nói với các môn đệ của mình, đã từng nói với Giăng đoạn 11 nói gì? Chúng ta cùng nhau đến đó để chết với thầy đấy. Cái chuyện mà kêu Lazarus từ cái xác sống lại đó. Và là người nói gì? Nếu tay tôi không chạm đến hông của ngài, nếu tay tôi không chạm đến dấu đinh trên bàn tay của ngài, tôi không tin. Nhưng sau khi ông được tái sanh, ông không còn đòi hỏi những điều đó nữa. Amen. Amen. Và rất nhiều sứ đồ, rất nhiều sứ đồ, nhưng ta biết rằng có cặp vợ chồng đã được tái sanh rồi, đó là Ananias và Sapphira. Sau đó hai con người này đã sống theo ý riêng phải không ạ? Và họ được dẫn đến chỗ nào? Họ dẫn đến chỗ nghĩa trang. Họ đến. Tôi nhận những sự mặc khải này và tôi trung tín để giảng lại từng điều mà Đức Thánh Linh đang đầy dẫy trên tôi. Ngài chi phối tôi, Ngài hướng dẫn tôi để tôi thách thức anh em. Nếu ta không được tái sanh, chúng ta không thấy được Đức Chúa Trời, chúng ta không được bước vào vương quốc Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta không bao giờ được gọi là thần dân của Ngài. Chúng ta không trở thành công dân của thiên đàng được. Amen. Amen. Tên của chúng ta có thể ghi vào danh sách của gia đình tái sanh hay là danh sách của Thánh Âm Ba. Amen không ạ? Nhưng coi chừng tên của chúng ta chưa được ghi vào sách sự sống ở trên thiên đàng. Chúng ta chưa được gọi là con của Đức Chúa Trời. Mà là chưa là con thì làm sao được Đức Thánh Linh dẫn dắt? Điều thứ ba, kết quả đó là gió muốn thổi đâu thì thổi. Một người được Thánh Linh, được sanh bởi Đức Thánh Linh, được tái sanh, người đó sẽ chuyển động đi trong sự Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Vâng lời Đức Chúa Trời, không bao giờ chống đối, không bao giờ sống theo ý riêng của chính mình nữa, không bao giờ nổi loạn nữa. Và cuối cùng, kết quả là không bao giờ sống theo ý riêng mình nữa. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta nhìn thấy đi, những lá đang ở trên mặt đất như vậy đó, có một cơn gió trốt nó thổi đến, chúng ta thấy tự nhiên các lá bị cuốn vào hết trơn phải không? Có phải không? Và bắt đầu cất lên, bay, gió ngưng lại, những chiếc lá rơi xuống. Anh em hãy ước ao, con muốn kinh nghiệm những kết quả khi con được tái sanh. Amen. Anh em đừng đi với Chúa mà chưa kinh nghiệm đại thần quý báu này. Đừng tìm kiếm cái phước ở trên đất này mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải biết chắc rằng để tìm kiếm được điều đó, chúng ta phải trở thành công dân của nước trời. Chúng ta phải trở thành con của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta phải được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt và đi trong sự vận hành của Ngài. Và chúng ta phải là người sống đầu phục thẩm quyền của Chúa, không còn làm theo ý riêng, nói theo ý riêng, nhìn theo ý riêng nữa. Hallelujah. Hallelujah. Để chúng ta bảo vệ cái sự tái sanh hay là tâm linh được đổi mới của chúng ta. Khi một con người bảo vệ được tâm linh của mình là con người đã bảo vệ được chính mình. Và khi một con người không bảo vệ được tâm linh là con người đó không bảo vệ được chính mình. Anh em yêu dấu của tôi, hãy đồng đứng lên và đến với Chúa Đức Sư cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa một cách cá nhân và cầu nguyện. Sáng nay chúng ta kết thúc loạt bài học này. Nhưng cuộc đời chúng ta chưa kết thúc đâu các bạn. Chúng ta chưa kết thúc. Cái vấn đề đó là chúng ta tự đặt câu hỏi đó là mình thật sự đã được sanh lại chưa? Khi chúng ta nghe qua những cái kết quả, chúng ta đã là thần dân của vương quốc nước Đức Trời chưa?
hay chúng ta chỉ là tín đồ của một hội thánh, chúng ta chỉ là một tín đồ của một giáo phái, mà chúng ta không phải là thần dân, chúng ta không phải là công dân của vương quốc nước Đức Chúa Trời. Tôi nói về tâm linh. Điều thứ hai, chúng ta xem lại, chúng ta phải là con của Đức Chúa Trời không? Như Khải Huyền đoạn 2 câu số 9 đó, có nhiều người nói mình là người Giu-đa, bên ngoài họ là người Giu-đa, họ mặc áo của người Do Thái, đội mũ của người Do Thái, để râu như người Do Thái, nói tiếng Do Thái, nhưng bề trong của họ không phải là người Do Thái, mà Kinh Thánh nói rằng họ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng ta thấy kinh khiếp không? Chú đâu có nói cái lá thư đó cho hội thánh, mà chú đâu dùng hình ảnh hội quỷ Satan đó là những cái người theo tà giáo ở lân cận hội thánh ở đó, không phải. Mà chú nói rất rõ, những người trong hội thánh họ là người Do Thái, nhưng họ chưa được sinh lại, họ chưa được tái sinh bằng quyền năng của Thánh Linh và nước, cho nên họ vẫn thuộc về ma quỷ. Hãy cầu nguyện cho chính mình, các con. Hãy cầu nguyện cho chính mình. Hãy mở lòng với Chúa trong giờ này, cầu nguyện để đời sống của chúng ta thật sự tái sinh, được đổi mới, để rồi chúng ta kinh nghiệm như Côn-tô nhì đoạn 5 câu 17: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Khi một người được sinh lại, không có nghĩa là người đó không còn đối diện với những khó khăn nữa. Khi một người được sinh lại, không có nghĩa là người đó không còn có cơ hội phạm tội nữa. Khi một người được sinh lại, không có nghĩa là người đó không có cơ hội ma quỷ cám dỗ nữa, không, vẫn còn. Nhưng mà người đó có sự sống của Chúa, có sự hiện diện của Chúa, có sức mạnh của Chúa, giúp người đó vượt lên trên những nan đề đó. Họ không bao giờ bỏ cuộc, họ luôn kiên định, vẫn tìm kiếm Chúa khi sóng gió bủa vây, vẫn tin cậy Chúa khi nan đề có thể khiến cho thể xác chúng ta mỏi mệt, bởi vì họ tin rằng họ thuộc về con cái của Đức Chúa Trời. Và con cái Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài bảo vệ, sẽ được Ngài quan tâm, sẽ được Ngài chăm sóc, sẽ được Ngài căn giữ, sẽ được Ngài nuôi nấng, sẽ được Ngài thăm viếng, sẽ được Ngài giải thoát. Anh em đừng bỏ qua sứ điệp này, đừng khinh lờn sứ điệp này. Hãy mở lòng với Chúa, phải đủ sự khiêm nhường và nói với Chúa Thánh Linh rằng con cần được tái sinh, xin cho con sinh lại một lần nữa ở trên thế giới này, con sinh lại một lần nữa, con sinh lại, tâm linh con được đổi mới, tâm linh con được phục hồi, để con trở thành thần dân của nước thiên đàng trên đất, để con nhận lãnh những điều thuộc về Đức Thánh Linh, con nhận lãnh những ân tứ của Ngài được, con nhận lãnh sự sức giàu của Ngài được, con nhận lãnh sự đầy dẫy của Ngài được. Anh em ơi, đừng có chú trọng về hình thức bên ngoài nhiều quá, như áo quần, như mái tóc, như cách chúng ta đánh đờn, cách của chúng ta hướng dẫn, cách của chúng ta giảng dạy, bắt chước người này, bắt chước người kia. Nhưng hãy là Đức Thánh Linh đầy dẫy trên chúng ta. Đức Thánh chỉ dẫn dắt những ai được sanh bởi Đức Chúa Trời, có nghĩa là người đó được sanh lại. Có những anh em, chúng ta cứ lầm tưởng rằng có những lúc Đức Thánh thăm viếng chúng ta một chút, cảm xúc của chúng ta, có thể lời chúng ta có thể khóc khi làm chứng, chúng ta có thể hát, chúng ta khóc. Đó không phải là dấu hiệu được tái sanh đâu anh em. Đó là sau những giọt nước mắt đó, chúng ta như thế nào?
Khi ta đối diện với những nghịch cảnh, chúng ta như thế nào? Khi ta đối diện với những sự hiểu nhầm, những điều vu khống, chúng ta phản ứng như thế nào? Đó mới là điều quan trọng. Vì đó hỡi các anh em, hãy tiếp tục đặt câu hỏi cho chính mình. Đó là mình đã trở thành thần dân của nước Đức Chúa Trời chưa? Chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời chưa? Vì nếu ta không được tái sanh thì không thấy, không được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ trở thành thần dân, chúng ta chỉ thành công dân, chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ được Ngài dẫn dắt và được sự vâng hành của Ngài. Chúng ta chỉ sống đầu phục Chúa khi chúng ta bắt đầu kinh nghiệm sự sanh lại, sự tái sanh. Đời sống chúng ta được đổi mới. Giúp chúng con hôm nay Chúa ơi, xin giúp mỗi một chúng con hôm nay Chúa ơi, để chúng con kinh nghiệm được lẽ thật quý báu này. Hallelujah. Hãy đầu phục lời của Chúa hôm nay hỡi các bạn. Cơ hội đến với chúng ta. Chúng ta chẳng biết chiều hôm nay chúng ta sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ không biết ngày mai chúng ta sẽ như thế nào đâu. Nhưng ta biết lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta những điều gì hôm nay. Chúa bảo ta cần phải sanh lại, cần phải được tái sanh. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.